Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kỹ thuật phối hợp tay sải kết hợp với thở trong bơi chuyển sấp. Một cái kỹ thuật này rất là khó, nếu như các bạn mà không chú ý thì dễ bị sặc nước. Kỹ thuật trong thở trong bơi chuyển sấp thì nó rất là khó, mà chúng ta phải biết vận dụng đúng thời điểm thì chúng ta mới ngước đầu, nghiêng đầu qua một bên và lấy hơi. Sau đây tôi sẽ kỹ thuật cho các bạn xem. Chân trước chân sau, hai tay vừa thẳng về trước, khép sát đầu. Trong quá trình này, lúc này các bạn đang đập chân lướt nước thì chúng ta thở ra. Một, giai đoạn một là ôm quạt nước đến ngang ngực. Giai đoạn hai, đẩy nước, đẩy thẳng tay sát đùi, đồng thời nghiêng cái cằm qua vai, mắt nhìn chếch sang hai bên và xuống dưới. Lúc này ở giữa đỉnh đầu và cái vai nó sẽ có một khoảng nước thì các bạn sẽ nghiêng qua há miệng lấy hơi. Sau khi lấy hơi xong rồi thì các bạn quay đầu trở về tư thế ban đầu và rút tay trở về tư thế ban đầu.